được sự giới thiệu của chính quyền địa phương và Hội chữ thập đỏ xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, chương trình kỳ này đã đến với hoàn cảnh của em Ngô Thành Lem, ngụ tại ấp Bình Đông. Từ sau Tết đến nay, Thành Lem mới có dịp về lại căn nhà của mình. 24 tuổi, còn rất trẻ, thế nhưng đã hơn một nửa thời gian cuộc đời mình, Lem phải sống chung với bệnh tật. Năm 12 tuổi, khi hầu hết bạn bè cùng trang lứa được học hành, vui chơi, thì Lem đã phải thường xuyên vào bệnh viện để duy trì sức khỏe của mình. Dạ, cháu nó hồi đó mới đầu thì nó bị sưng mình mẩy á chị. Sưng hết, bắt đầu sau đi xuống Nhi Đồng 1 á, khám xong cái người ta nói nó bị thận nhớt, thận nó ứ nhớt á. Cái sau cái gì à, em cho uống thuốc một thời gian, nó 2-3 tháng á, bắt đầu nó phù lại, xuống dưới người ta nói hội chứng thận hư. Rồi sau cái mấy năm sau nó tái lại cái hội đầu sau đó là nó đã hội chứng thận hư rồi, rồi qua thận, qua mãn tính. Rồi hồi em trị nó cũng được đâu 5-6 năm ạ. Rồi giờ bắt đầu hồi 2 tháng 9 á chị, bắt đầu là ở nhà nó phát, nó ói không à. Ói cái em chở xuống bệnh viện huyện quá đó. Cái người ta nói giờ nó bị thận nó thời kỳ cuối rồi. Nó đã qua mãn tính rồi. Giờ phải đi tuyến trên thôi chứ tuyến này người ta làm không được. Em chuyển tới Long An. Long An cái người ta nói giờ phải đưa cấp cứu liền, đưa xuống dưới người ta mổ ra liền. Cái chuyển xuống Chợ Rẫy, nằm hết đêm, bữa sau nó mới người ta mới mổ. Dù kinh tế gia đình eo hẹp, thu nhập chủ yếu làm thuê, làm mướn, nhưng anh Lắm luôn muốn chăm sóc cho con mình một cách tốt nhất, bù đắp cho nỗi đau bệnh tật mà một mình con gánh chịu. Để làm được điều đó, anh Lắm đã đưa cả gia đình đi ở trọ tại huyện Châu Thành. Anh muốn rút ngắn quãng đường mỗi lần con anh đi chạy thận để con đỡ mệt và những lần bệnh trở nặng cần được cấp cứu ngay. Bây giờ mở đây nè, chạy dưới nó xa lắm, em chạy không nổi. 3 giờ phía thì cháu bệnh nó đi đâu nổi, phải mướn nhà trọ ở Tầm Du. Mướn đó phải chạy qua đó, phía 3-5 giờ mà em mới đi, đi khoảng 7 giờ chạy. Còn đây đi đâu nổi đâu. Rồi xuống dưới mướn nhà trọ không, tháng hết 1,7 triệu rồi. Tiền nước không hết 1,7 triệu, rồi tiền trang trải ăn uống cháu đến tới tháng là gần 5 triệu nữa. Nói chung là tháng nào cũng thiếu chứ không có tháng nào đủ chị. Tại vì chi phí nó tính ra tháng tính gần hết luôn, khoảng là ăn uống luôn gia đình khoảng 8 triệu. Mà gia đình mình một tháng mình chỉ có 5 triệu mấy, 6 triệu. Thì có hai chồng. Rồi em mần bữa nghỉ nó như 2-4-6 là em nghỉ rồi. Em chỉ mần được 3-5-7 à. Chứ em đâu có mần suốt nguyên tuần đâu. Không chỉ dành toàn tâm toàn sức lo cho con trai lớn, anh Lắm cũng không lúc nào thôi ước mơ có tiền phẫu thuật chữa tật bị khổm lồng ngực, làm chèn ép tim, gây khó thở cho con trai nhỏ mới tròn 16 tuổi. Trong khi đó, vợ anh cũng bị chứng thần kinh tọa, đau khớp nên không làm được việc nặng. Vậy là tất cả chỉ một mình anh Lắm phải gồng gánh lo liệu. Nên giờ chỉ mừng mướn ngày nào được chạy thận cho cháu ngày nấy thôi, chứ giờ em cũng không biết làm sao. Tại gia đình đâu có ruộng đất gì đâu, toàn đi mừng mướn không. Mà hai thằng nó phải một thằng đâu. Thằng kia thì giờ nó ở nào nó khỏe thì đi mừng phụ, còn không khỏe thì hay bữa nào nó mệt thì nó ở nhà, đâu đi mừng được đâu. Giờ mình đẻ con mình phải chịu thôi chứ. Giờ em thì chủ yếu là giấy Mạnh Thường Quân đồ, anh em đều giúp đỡ phụ trang trải cho em thôi. Không giận không gánh nổi. Nó thì nó nói giờ con giờ chỉ muốn chết để cho thoát cho cha mẹ thôi. Em cứ nói giờ con cứ ráng vô tư sống đi, cha còn sức lúc nào cha lo lúc nấy thôi. Dạ mệt lắm. Dạ, nhiều khi muốn chết sớm vô khỏe cho, chứ nhiều lúc nó mệt lên thở không nổi. Giờ nhà 4 người mà có mình cha đi làm mà. Cha đi làm không có nổi. Nhiều lúc thấy ông làm mà tuổi mà khóc. Bố
Đây là lần ít ỏi cả gia đình về thăm nhà kể từ khi phải đi ở trọ cho tiện việc trị bệnh. Nghe anh kể, càng hiểu hơn nỗi khổ của những người nghèo khó nhưng lại chẳng may mắc căn bệnh nhà giàu. Chia sẻ về cuộc sống ở nơi không phải quê hương mình, anh Lắm không ít lần phải dừng lại để nén sự nghẹn ngào. Đó là một cuộc sống vô cùng nặng nề, khó nhọc mà cả bốn thành viên trong gia đình đều phải cố gắng mới mong vượt qua. Còn gia đình thì cũng khó khăn dữ lắm. Nhà nước cũng cho được cái nhà đó. Rồi bây giờ là ở xã, ở các mạnh thường quân, rồi ở dân ở đây thì họ cũng thương tình cảnh của chú, cũng chung tay góp sức, kẻ ít người nhiều, cũng giúp đỡ cho gia đình chú, nhưng mà không có đủ. Chú Lắm này thì đi làm mướn không mà, có ai mướn gì làm nấy, chứ không có ruộng nương gì hết, không có đất, không có đa gì hết. Rồi cái con bệnh từ ngày đó là suy sụp luôn. Hoàn cảnh gia đình của cháu phải nói là hết sức khó khăn, là cũng cái hộ nghèo của xã. Gia đình thì có hai người con, đặc biệt thì người con lớn là bệnh rất là nặng, còn người con nhỏ thì cũng đang bị bệnh. Thì gia đình phải nói là chỉ có người cha là lao động chính trong gia đình. Thì về địa phương thì với xóm làng thì cũng hết sức là coi như là cũng quan tâm, ủng hộ, vận động, nhưng mà cũng có một phần nào đó thôi, chia sẻ. Thì hôm nay thì cũng nói địa phương cũng mong rằng qua chương trình này, cũng mong bà con, cô bác gần xa, các nhà hảo tâm có một cái phần đóng góp cho cháu, nó để coi như là có tiền để trị bệnh. Thì hiện nay cái chi phí trị bệnh của cháu nó càng ngày càng nặng, thì địa phương cũng rất mong các mạnh thường quân, cô bác gần xa có tấm lòng hảo tâm để giúp cho cháu nó có số tiền trị bệnh để kéo dài sự sống. Ở quê từ trước đến nay, gia đình anh cũng chỉ làm thuê làm mướn để sống. Dù vậy cuộc sống vẫn dễ chịu hơn vì có sự sẻ chia của những người xung quanh. Anh lúc nào cũng mong muốn được quay về, được sống trong chính căn nhà nhờ sự yêu thương giúp đỡ của bà con hàng xóm mà có được. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước, bởi với những khó khăn trước mắt thì việc giữ được ngôi nhà kỷ niệm này cũng đang dần vượt xa khả năng của anh. Thưa quý vị, ở trọ tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An, nhưng mỗi lần đi chạy thận cho con trai, anh Lắm phải chở con sang Tiền Giang. Ở đó, anh cũng không thể sử dụng được bảo hiểm y tế mà chính quyền địa phương đã cấp, nên chi phí luôn ở mức cao so với thu nhập của việc làm thuê, làm mướn của vợ chồng anh. Chúng tôi hy vọng qua chương trình hôm nay, quan cảnh của gia đình anh Ngô Văn Lắm, đặc biệt là con trai anh Ngô Thành Lem, sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm. Mọi sự đóng góp giúp đỡ xin quý vị gửi về Hội chữ thập đỏ tỉnh Long An, số 3 đường Võ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 02723-822-529 hoặc 0946-290-162 gặp chị Diệt Hạnh. Qua quý vị cũng có thể gửi tiền để hỗ trợ thông qua số tài khoản 66001393979, ngân hàng Agribank tỉnh Long An, chủ tài khoản Hội chữ thập đỏ tỉnh Long An, phần nội dung quý vị ghi hỗ trợ Ngô Thành Lem. Thưa quý vị khán giả, sau khi chương trình phát sóng về hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Chính, nhiều gia khẩu tâm đã có sự đóng góp phần nào giúp đỡ cho ông với số tiền là 26.420.000 đồng và 20 kg gạo. Sau đây là danh sách những cá nhân, tổ chức đã đóng góp tiền quà giúp đỡ cho ông. Danh sách ủng hộ ông Nguyễn Văn Chính, ấp Ái Ngãi, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Phát sóng ngày 8 tháng 5 2024. Bà Hồ Thị Mỹ Lệ, An Vĩnh Ngãi, 100.000 đồng. Dừa gạo Tám Trang, Lê Thành Phương, phường Tân Khánh, 500.000 đồng. Ông Quá Cố Tám Nhu, Trung Hòa, 50.000 đồng. Nhóm từ thiện ngân hàng Sacombank Long An. Lam Anh chợ Trạm, 500.000 đồng. Nguyễn Hồng Dũng, Thuận Thành, 400.000 đồng. Úc An Điệp Mái Thu Ngân, 200.000 đồng. Chị Tiên Chị Thi Tầm Du, 200.000 đồng. Nhóm từ thiện chợ Kinh Nước Mặn, Long Hồ Đông, 1.000.000 đồng. Gia đình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai Cư, 600.000 đồng. Quỳnh Quang Mực, Trần Thị Mỹ Trân, Việt Kiều Canada, 700.000 đồng.
ông bà nội Quốc Thảo Lạc Tấn 100.000 đồng, ông bà nội Gia Minh Lạc Tấn 100.000 đồng, ông bà nội Ngọc Tài Lạc Tấn 100.000 đồng, Mắt Kính Tân An 200.000 đồng, chị Vượng Đồ Chay 500.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử chùa Thiên Phước 200.000 đồng, gia đình chú Quyền và cô Điên, gara ao tu Quyền 4 triệu đồng, chú thím Ba Lăng, bé Si Game, bé Bao Ngọc Quyền 500.000 đồng, gia đình anh cùng Nam Cường 500.000 đồng, kiều gia dự dự 500.000 đồng, chị Đào Thuận Mỹ 100.000 đồng, ông bà nội Song Gia Khẩu Thành Đông Tân Thạnh 400.000 đồng, gia đình chị Thẩm phường 4 thành phố Tân An 100.000 đồng, chú Sáu Chánh Khánh Khẩu 100.000 đồng, anh Trần Hùng Dũng phường 3 thành phố Tân An 200.000 đồng, cô Dung Long Sơn 200.000 đồng, anh Đông công ty Đại Dương 2 triệu đồng, Ngọc Sương Thu Hằng Long An 150.000 đồng, Trịnh Hữu Phước 100.000 đồng, Trịnh Hữu Đức 100.000 đồng, Phạm Thị Ba phường 1 thành phố Tân An 100.000 đồng, Bùi Chí Hùng phường 2 thành phố Tân An 50.000 đồng, gia đình cô Tám phường 2 thành phố Tân An 200.000 đồng, Trần Thị Bận cầm đồ 114 100.000 đồng, quán ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, Chanh Cường Quyên 100.000 đồng, Bia Thanh Sang Thanh Tùng Thanh Hiếu 200.000 đồng, Anh Cùng Phân, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, Gia Thùy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị Mi So 100.000 đồng, Gà Rán Hàn Quốc 248 Hùng Chương 100.000 đồng, Cà Phê Sona 100.000 đồng, Châu Văn Danh 50.000 đồng, Nguyễn Thị Ngọc 50.000 đồng, Lê Thị Môn 50.000 đồng, Hai Bé Mai Chuyên 50.000 đồng, Thanh Đạt Quang Chinh 50.000 đồng, Châu Đắc Chí 50.000 đồng, Nguyễn Thị Úc Phạm Quang Giang 100.000 đồng, Ngô Văn Thành 50.000 đồng, Bàn Xem Đài phường 1 100.000 đồng, chú Tám Khé phường Tân Khánh 100.000 đồng, Quệ Đức Mỹ Khoa Quệ Khiếu 100.000 đồng, Chị Loan Tịnh Xá Ngọc An 100.000 đồng, Bé Toàn Tịnh Xá Ngọc An 100.000 đồng, gia đình Đoàn Thanh Cảnh Mỹ Phú 200.000 đồng, Ánh Hồng Cần Đước 100.000 đồng, Bàn Xem Đài phường 4 100.000 đồng, Loan Thủy Sản Cần Chuột 200.000 đồng, Như Quyện phường 3 thành phố Tân An 50.000 đồng, Chị Thu phường 3 thành phố Tân An 50.000 đồng, Bàn Xem Đài Cần Chuột 1 Bàn Xem Đài Cần Chuột 400.000 đồng, Cà Phê Ngọc Hải Kiến Tường 200.000 đồng, Anh Tuấn Anh Tú phường 4 thành phố Tân An 200.000 đồng, Hội Chữ Thập Đỏ phường 6 300.000 đồng, Nguyễn Khánh Kỳ Anh phường 2 thành phố Tân An 300.000 đồng, Nguyễn Anh Thoại phường 6 thành phố Tân An 400.000 đồng, Ni Sư An Quệ Chùa Phật Huệ 50.000 đồng, Ni Sư Tịnh Bủ Chùa Phật Huệ 50.000 đồng, Hồ Phát Đạt Lợi Bình Nhân 100.000 đồng, Trần Văn Tị Phố Ngãi Trị 200.000 đồng, Mười Năng Mười Ngọc An Chính Ngãi 100.000 đồng, Thiện Nhân Thiện Nhu Thủ Thừa 200.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai Trương Giang Quang 400.000 đồng, cô Thanh Đức Thủ Thừa 300.000 đồng, cô Nhung cư xá phường 4 150.000 đồng, chú Long Bình Tâm 200.000 đồng, Trần Cao Vinh Thủ Thừa 100.000 đồng, Võ Kim Châu phường 3 thành phố Tân An 500.000 đồng, Trần Giang Mẫn Lạc Tấn 200.000 đồng, Công Minh Tiên Phúc phường 7 thành phố Tân An 200.000 đồng, Bùi Thị Đẹp Nguyễn Hoàng Anh phường 5 thành phố Tân An 400.000 đồng, gia đình anh Dũng, khu dân cư Thái Dương 500.000 đồng, cô Trần Bạch Yến, cháu Chiên Hưu phường 2 100.000 đồng, bé Ngọc thành phố Hồ Chí Minh 250.000 đồng, Bàn Xem Đài Nhân Thành Trung 100.000 đồng, Trần Thị Thu Hà Bến Lức 250.000 đồng, Nguyễn Thị Cẩm Giang Bến Lức 100.000 đồng, chị Tư phường 5 thành phố Tân An 1 triệu đồng, Bàn Xem Đài Phòng Giáo Dục thành phố Tân An 100.000 đồng, Lê Quê Đạm Châu Thành 100.000 đồng, Trương Thị Kiều Khanh nhà hàng Đặc Viên Bình Tâm 200.000 đồng, Chính Nguyễn 100.000 đồng, Đỗ Bường 100.000 đồng, nhóm cô chính quyền Úc Lịnh, cậu Úc Diệu Hành, Tuấn Hồ, Bá Phúc, Phượng, Tám Nết, Úc Tịch, Dũng Hoan, Bé Ti, cậu Nhi, Bảy Dê, cô Thương, Hai Đức 550.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh 200.000 đồng, Tân Tú 100.000 đồng, Tuyết 100.000 đồng, Quang Phúc, Thúy Hân 100.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, Phụ Tùng Honda, Quỳnh Mai 200.000 đồng, Bà Quá Cố, Lê Thị Trầu 100.000 đồng, Bà Quá Cố, Quỳnh Thị Năm 200.000 đồng, nhóm yoga Nhà Văn Hóa Bến Lức 300.000 đồng, Minh Khuê, Tuệ Mẫn, Hai Bé, quận 12 200.000 đồng, chú Thanh cô Ánh 200.000 đồng, Bạn Xem Đài ấp 3 An Thạnh 100.000 đồng, Triều Tiên 50.000 đồng, Quỳnh Văn Lạp 300.000 đồng, Phạm Thị Kim Hiền 100.000 đồng, Quỳnh Thị Bông Cần Chuột 250.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 200.000 đồng, chú Khai Cầu Dòi 100.000 đồng, anh Phước Giá Số Tuyền Quyên Chọn Hành, chị Phước Thịnh Anh Minh, chị Mai chị Hạnh, tiệm Hữu Lợi Sang Kê, chị Châu 630.000 đồng, Sáu Nhỏ Má Tịnh Thanh Bảo 550.000 đồng, Như Ý Như Ngọc 200.000 đồng, Cúc Tàu Hủ 200.000 đồng, Anh Thành Chợ Phường 1 100.000 đồng, gia đình cô Lụa Kiến Tường 100.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền Phường 1 500.000 đồng, gia đình Phong Hà 100.000 đồng, Thái Bình Thế Dân Phường 4 thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh Kiền Di Kiều Mỹ 500.000 đồng, Quá Cố Nguyễn Xuân Hoàng phường Tân Khánh 200.000 đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Cao Đại Long Hiệp 3 triệu đồng, tập thể công nhân tổ 2 S2 công ty Chinh Lu 500.000 đồng, nhóm từ thiện Long Cổ Đông 1 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Trân Đức Hòa 100.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh Dung Bến Lức 600.000 đồng, Giáo Văn Tâm Đức Hòa 300.000 đồng, Mai Lệ Xuân Thủ Thừa 100.000 đồng, Quỳnh Thị Khiếu Đức Hòa 200.000 đồng.
Dương Thị Mai Hạnh, Mai Châu, Hữu Nghĩa, Thành Lộc, Minh Trạng, Ngọc Hạnh, Minh Hiền, bà Thái Thị Miếu và bảy bé Đông Bi, Khôi Anh, Khải Thịnh Long, ấp Nam Phước Đông, Cần Đức, 1 triệu đồng, Lạc Thị Nguyên, Thủ Thừa, 200.000 đồng, tổng cộng 26.460.000 đồng và 20 ký gạo. Thưa quý khán giả, chúng tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của quý vị dành cho những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật trong chương trình vượt qua hiểm nghèo trong suốt thời gian qua. Trong tuần vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An cũng đã tiếp nhận thêm từ Nguyễn Thị Thanh Hiền ở Mỹ số tiền 500.000 đồng, cà phê Ngọc Hải ở thị xã Kiến Tường số tiền 200.000 đồng để ủng hộ cho chị Nguyễn Thị Mỹ Dung ở xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Mọi đơn thư cho chương trình, quý vị gửi về chương trình vượt qua hiểm nghèo, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, số 125, quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, qua Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, địa chỉ số 3 Võ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Đến đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.